sang hết Tết đến thì cũng chính là lúc mà nhu cầu sắm sửa của mọi người, cụ thể là mua cho mình một chiếc điện thoại mới để chơi Tết, tăng lên rất là cao. Tuy nhiên, đối với nhiều người, ví dụ như các bạn học sinh sinh viên có hầu bao không quá rủng rỉnh, thì vấn đề chọn lựa mua cho mình một chiếc smartphone đáng tiền và phù hợp với nhu cầu của bản thân là một vấn đề cực kỳ nan giải. Trong đó, mình nhận thấy hai yếu tố được các bạn quan tâm nhất khi lựa chọn mua một chiếc điện thoại chính nằm ở chất lượng camera cũng như là hiệu năng sử dụng, cụ thể là chơi game của chiếc máy đó. Chính vì vậy nên, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sự lựa chọn theo mình thấy đáp ứng rất tốt nhu cầu này của mọi người, cũng như là hiện đang có mức giá rất dễ chịu. Các bạn đọc tiêu đề của video thì cũng đã đoán ra rồi phải không? Đó chính là chiếc LG G6. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng mình đi kiểm chứng xem là chiếc máy này sẽ làm được gì ở thời điểm năm 2019 này nhá. Như khi nãy mình đã nói thì yếu tố đầu tiên mình muốn chia sẻ ngày hôm nay chính là về phần camera. Camera trên các thiết bị LG từ trước đến nay mình đã có cơ hội sử dụng qua thì đều cho mình cảm quan khá ổn. Và em LG G6 này cũng vậy. Mình thấy chất lượng ảnh chụp cũng như là video quay được thì em nó tương đối tốt, với cụm camera kép phía sau 13+13 megapixel và cam selfie đơn là 5MP. Đặc biệt, mình rất là thích tính năng chụp ảnh góc rộng trên chiếc điện thoại này. Trong dịp Tết sắp tới, nếu bạn đi ra ngoài chơi cùng với gia đình, muốn chụp ảnh mọi người quây quần hay là đi du lịch chụp ảnh phong cảnh kỷ niệm. Tuy nhiên thì mình chưa được hài lòng với camera selfie của LG G6 này cho lắm. Thực sự mà nói thì cam selfie trên chiếc máy này nó khá là lởm. Theo mình thấy là như vậy, mặc dù vẫn sẽ được hỗ trợ tính năng chụp selfie góc rộng, tuy nhiên không thể ấn tượng được như trên cụm camera sau. Mặc dù vậy thì mình cũng là một đứa không có thích selfie cho lắm, nên mình cũng không quá quan tâm về vấn đề này, miễn là cụm cam sau ngon lành để mình đi chơi chụp phong cảnh này kia là ok rồi. Tiếp theo thì sẽ là vấn đề về hiệu năng. Con chip Snapdragon 821 mặc dù là đầu 8 cao cấp, tuy nhiên tính tới điểm hiện tại thì cũng đã khá là cũ rồi. Mặt khác thì đây cũng là một thiết bị chạy Android nên không thể tránh khỏi việc máy sẽ nhanh chóng bị giảm hiệu năng sau khi được ra mắt. Tuy nhiên thì mình thấy LG tối ưu hóa khá tốt nền tảng UI của họ, không có quá nhiều tùy biến so với bản Android gốc thuần Google, nên máy vẫn sẽ giữ được hiệu năng ở mức ổn. Tuy nhiên, để mà nói với mức giá chỉ từ hơn 3 triệu rưỡi một tí, thì đây hoàn toàn là một trải nghiệm cực kỳ ổn nếu các bạn không muốn dùng một chiếc điện thoại tung cùa như kiểu Xiaomi hay là Huawei các thứ. Mình có chơi thử vài ván liên quân trên chiếc điện thoại này và kết quả thu được khiến mình khá bất ngờ. Máy sẽ không hỗ trợ chỉnh max setting 60fps, tuy nhiên trải nghiệm trong game của mình vẫn khá là mượt mà. Khi mình di chuyển, đánh thường hoặc là tung chiêu hiệu ứng đều được xử lý rất là tốt, không hề bị vỡ hay là giật khung hình. Ngay từ đầu có thể nói là mình cũng không kỳ vọng quá nhiều vào con chip Snapdragon 821 trên em LG G6 này, nhưng những trải nghiệm mà chiếc máy này mang lại thực sự là nó khá là ổn ngoài dự kiến ban đầu của mình. Trong cái tầm giá rẻ như thế này, ngoài một số sản phẩm đến từ Xiaomi, thì thực sự đây là chiếc máy đầu tiên cho mình trải nghiệm ngon lành tới như vậy. Mặt khác, sau khi mình chơi một khoảng thời gian thì máy cũng không đến nỗi là nóng lắm, dù vẫn hơi âm ấm, nhất là ở phần gần camera. Tuy nhiên điều này mình vẫn chấp nhận được vì nó không gây ảnh hưởng tới trải nghiệm chơi của mình cho lắm. Ngoài ra thì màn hình trên LG G6 cũng có kích thước khá lớn lên đến 5.7 inch và đặc biệt là không bị ăn lẹm phần tai thỏ, nên không gian trải nghiệm sử dụng của mình rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì mình thấy loa trên thiết bị này khá là tốt. Đây là một điểm cộng giúp mình có được những cái trải nghiệm giải trí trên chiếc điện thoại này tuyệt vời hơn. Ok, và vừa rồi là một số những cái trải nghiệm của mình với chiếc LG G6 về chất lượng camera cũng như là hiệu năng trải nghiệm em nó mang lại trong tầm giá là 3 triệu rưỡi. Ngoài ra, khi các bạn mua sản phẩm này từ nay đến ngày 4 tháng 2 tại chuỗi cửa hàng XT Mobile sẽ được tham gia chương trình Tết đến xuân sang ngập tràn quà tặng với rất là nhiều ưu đãi. Chi tiết các bạn có thể tham khảo đường link mình để ngay trong phần mô tả video. Và nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên để lại một subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.